2 phút cùng Hiếu Vinh khám phá đèo Bảo Lộc. Let's go! Đoàn mình di chuyển trong vòng 3 tiếng từ Sài Gòn lên đến đèo Bảo Lộc. Đến đây chúng mình được trang bị chỗ ngủ rất là thiên nhiên. Và sau đây là một tiểu phẩm hài. Sao rồi sẽ qua coi nha. Có bác sĩ nói cho chúng mình vui thôi chứ mình thì là 10 người, 9 người ra đi không rồi. Nhưng người ta đi ráng đây. Ở, còn cái gì nữa không? Nhưng mà anh này sẽ thấy sống buồn tốt ở sau kỳ người ta. Chắc còn... là do nghiệp kiếp trước mà. Còn... mọi người đẹp đó cho mọi người cắn lưỡi mọi người. Cắn lưỡi. Lấy gì nhét cho mình. Cắn lưỡi đó. Lấy chiếc dép kìa. Dép cho mọi người. Lấy chiếc dép cái gì nhét cái miệng cho mẹ. Cắn lưỡi mọi người ơi. Trước khi đi chúng mình được tặng mỗi người một cây dù để không bị đốt lửa trại trên đầu. Hiếu Vinh nhìn tổng quát một cách tổng quan ở đây như là bồng lai tiên cảnh. Tôi cực kỳ thích nơi này đi chứ hả? Đây là hình ảnh tổng quan phía dưới và bây giờ tôi đi lên cao. Mày phải đứng thông một lúc mày mới tỉnh lại được. Em dìu chị lên nha. Đây là đã hỏi nha. Tượng Phật Quan Âm khổng lồ nhìn xuống non núi sông suối bao la rộng lớn và bát ngát mà hơi nắng chút xíu nha quý vị. Và đây là Verdes của đoàn, ít nhất cũng có 3 camera và một vlogger dễ thương đang chụp cho mình. Đi tới đây các bạn có nghe thấy tiếng gì không ạ? Vâng, đó chính là tiếng suối. Không biết các bạn sao chứ Hiếu Vinh nghe thấy tiếng này thì lòng vô cùng bồi hồi và đạo đức muốn hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng sau khi xuống chơi được chút xíu thì cảm thấy lạnh quá má ơi. Ôm miếng, dọc nước một hồi quen cái lạnh tự nhiên có cá rỉa chân mình nè, đã quá các bạn ơi. Đến tối thì chúng mình được chủ tịch của tập đoàn Hoa Sen Group, ngài Lê Phước Vũ lì xì. Ngoài ra ngài còn cho chơi xổ số để lì xì thêm. Số 4. Số điện thoại và Facebook.